Kính chào quý vị và các bạn. 3 ngày tới tiếp tục là giai đoạn giá rét nhất đợt này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là 9 đến 11 độ C. Ở khu vực Bắc Bộ thì phổ biến là từ 7 đến 10 độ C. Vùng núi là từ 2 đến 5 độ C và các đỉnh núi cao có khả năng xuống dưới cả 0 độ C. Nguy cơ xảy ra cả mưa tuyết, băng giá ở các đỉnh núi như là Phan Xipang, Phía Oắc và Mẫu Sơn. Băng giá và mưa tuyết là kiểu thời tiết khắc nghiệt, dễ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Vì thế mà quý vị có dự định đi săn băng tuyết dịp này thì nên chuẩn bị thật kỹ càng. Quan trọng nhất là giữ ấm cho cơ thể. Quý vị có thể mặc 2 đến 3 lớp áo giữ nhiệt và dán miếng giữ nhiệt lớp áo ở trong cùng sẽ giúp bạn ấm hơn. Áo khoác ngoài thì nên chọn loại áo nhẹ và có khả năng chống thấm, tránh tuyết tan hay là mưa ngấm vào trong. Và cần phải mang theo mũ, khăn và găng tay. Bên cạnh đó thì nên lựa chọn các loại giày da, bốt cao su hay là ủng đi mưa hoặc là giày tuyết chuyên dụng để ma sát tốt, có thể chống thấm và chống trượt. Trái ngược với thời tiết giá rét ở miền Bắc thì khu vực Tây Nguyên vẫn đang trong những ngày thời tiết nắng đẹp, dễ chịu. Tại tỉnh Kon Tum từ thứ ba cho đến thứ năm thì nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá 25 độ C. Đến với Kon Tum thì quý vị có thể ghé thăm thị trấn Măng Đen để ngắm nhìn hoa mai anh đào đang chớm nở, phủ sắc hồng tại các phố và con đường. Ngoài ngắm hoa mai anh đào thì du khách còn có thể được trải nghiệm văn hóa cồng chiêng và thưởng thức những món ăn ngon đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên. Các điểm du lịch ở Nam Bộ thì dự báo thứ ba này toàn khu vực vẫn tiếp tục là nắng nhiều. Miền Đông thì nhiệt độ sẽ cao hơn, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa hay Thủ Dầu Một nhiệt độ chạm mức nắng nóng 35 độ C. Các nơi khác nhiệt độ phổ biến là từ 32 đến 34 độ C. Tại thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp thì dự báo là nắng sẽ duy trì suốt từ thứ ba cho đến thứ năm, buổi trưa trời nóng với nhiệt độ tăng lên là 34 độ C. Còn sáng và chiều tối thì bầu không khí vẫn dịu mát dễ chịu. Dịp giáp Tết này thì quý vị có thể ghé thăm làng hoa Sa Đéc, thủ phủ hoa lớn nhất của miền Tây. Không khí rộn ràng cùng cảnh sắc rực rỡ nơi đây đang thu hút nhiều người đến thưởng hoa và chụp ảnh. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các điểm du lịch khác trên cả nước.